Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình đến từ đồ đá banh.com.vn. Và hôm nay, đồ đá banh.com.vn xin review một sản phẩm mới. Như các bạn đang nhìn thấy, đây là màu áo Chelsea. Đây là màu áo Chelsea. Và cái màu áo này, mình được công ty, được tập đoàn FPT và yêu cầu là chớ lại một số nội dung như sau. Thì cái phần áo này thì đội Chelsea á, thì nó ra như cái phần này là nó sẽ màu trắng và chuyển cánh tay nữa, hai cánh tay nó đều có chuyển trắng và đỏ. Còn đây tập đoàn FPT thì yêu cầu mình á thì chớ lại cổ này của đen tim màu đỏ, viền đỏ chạy bên hai cánh tay, viền đỏ luôn đó. Và cái màu áo thật của nó thì nó sẽ có những cái đường sọc đi xuống trên áo, nên sạc chiến nhỏ. Các bạn xem đá bóng thì các bạn có thể nhìn thấy và nhìn thấy cái màu áo của câu lạc bộ Chelsea. Còn cái màu áo này á, thì FPT yêu cầu mình may lại, không có những đường sạc đó, chỉ lấy một tông màu, đó là một tông màu xanh. Và những nội dung trên này mình bỏ thêm vào logo Chelsea, mình sẽ thêu lại và FPT logo trên FPT ở bên ngực phải. Và cái dòng chữ nhà tài trợ Yokohama này nữa. Tất cả các hình ảnh trên này áo này đều do đồ đá banh.com.vn làm ra và ghép vào áo. Thì màu áo này thì FPT yêu cầu mình là may với chất liệu vải là vải thun lạnh chất lượng. Vải này rất mát nha các bạn, không giống như cái vải mà các câu lạc bộ, các cái áo mà các shop đã bán. Hay là vải này là mình làm để xuất khẩu. Và cái đường may á, đường may bên mình là đường may 3 kim. Bạn nhìn cái đường may bên mình 3 kim nha các bạn. Đường đi 3 kim. Nhìn rất là chắc chắn. Vải rất là mịn. Thì FPT công mình là chớ thêm cái cổ trái tim và men theo kiểu là chồng lên, chéo lên nhau, cổ chéo nhau. Và những phần này thì Adidas thì gồm 3 đường viền, viền trắng, 3 viền. Rồi. Các bạn nhìn rõ cái logo FPT. Logo này mình in là với chất liệu là in lụa nha các bạn. Đây là thơ, bên mình thơ logo này. Rồi các bạn nhìn rõ các màu áo bên mình. Thì FPT yêu cầu bên mình á thì may lại với số lượng đó là từ 3 bộ. Thôi mình đem ra mấy cái mẫu để mình tượng trưng thôi đó. Tất cả cái nội dung này thì mình đều may lại. Thì nếu các bạn yêu thích cái màu áo này thì hãy truy cập ngay vào website đồ đá banh.com.vn và đăng ký với chúng tôi. Và nếu các bạn muốn thiết kế cho mình những màu áo riêng biệt thì hãy vào cái phần áo thiết kế để mà tham khảo. Thì bên đồ đá banh.com cũng có những cái màu áo đã thiết kế cho các công ty, thì bạn vào đó sẽ thêm tham khảo thêm. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. 2.